Chu Tiên, chương 7, sơ sử, người đọc Bá Tiến. Vào giờ ăn cơm tối, trời đã nhá nhem. Trên đại trúc phong, hậu sơn là toàn bộ cánh rừng trúc. Đằng trước là phòng ốc của mọi người. Lớn nhất là chính điện thủ tĩnh đường, phu thê của Điền Bất Dịch và con gái của họ ở sau điện này. Bên cạnh thủ tĩnh đường chính là tiểu viện, có hành lang uốn khúc, nơi ở của các đệ tử. Do neo trước, số phòng còn nhiều hơn cả số người, nên mỗi người một gian. Cả Trương Tiểu Phàm dù mới đến cũng có riêng một phòng. Điều kiện ăn ở là một điểm hiếm hoi mà Đại Trúc Phong trội hơn hẳn các chi phái đồng môn khác. Còn lại là nơi luyện công tên gọi là Thái Cực Đông, nhà bếp và nhà ăn. Lúc này các đệ tử đều đã tụ tập trong nhà ăn. Phụ trách việc ăn uống là Lão Lục Đỗ Tất Thư, đang đưa từng khay cơm và thức ăn lên trên bàn. Phần lớn là đồ ăn chay, rất ít đồ tanh mặn. Bọn đệ tử lần lượt ngồi xuống bên phải của chiếc bàn dài trong sảnh. Tống Đại Nhân ngồi phía đầu, Trương Tiểu Phàm lễ phép ngồi phía cuối. Ở đầu bàn và phía đối diện đặt một chiếc ghế lớn và hai chiếc ghế nhỏ hơn một chút, xem ra là dành cho mấy người trong gia đình của Điền Bất Dịch. Trương Tiểu Phàm thấy bên cạnh mình còn thừa ra một khoảng trống. Đấy là chỗ ngồi của Lão Lục Đỗ Tất Thư. Lúc này vẫn đang bận túi bụi. Một lát sau, Đỗ Tất Thư rốt cục cũng thu vén xong cơm nước, rửa tay sạch sẽ để về chỗ ngồi cùng mọi người đợi sư phụ. Đỗ Tất Thư nom còn khá trẻ, mặt gầy và nhọn, mắt tam giác, bộ dạng rất tinh quái và hiếu động, rất là nhanh nhẹn. Y ngồi xuống, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm cười mỉm hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ tên gì vậy?" Trương Tiểu Phàm thật thà đáp: "Trương Tiểu Phàm." Đỗ Tất Thư gật đầu, chỉ tay vào mình và nói: "Ta là Lục sư huynh của đệ, Đỗ Tất Thư." Trương Tiểu Phàm lễ phép gọi một tiếng: "Lục sư huynh." Đỗ Tất Thư khẽ hắng giọng, vỗ vỗ vai và nói: "Đệ đợi lát nữa rồi thưởng thức tài nghệ của sư huynh." Trương Tiểu Phàm nhìn mâm bàn đầy thức ăn ngon, không nén được, nuốt nước bọt đánh ực, rồi gật đầu thật mạnh. Đỗ Tất Thư thình lình bật cười, có vẻ rất ám muội, chỉ tay ra cái cửa sảnh và nói: "Tiểu sư đệ, lát nữa sư phụ, sư nương, cả tiểu sư muội nữa sẽ đi từ hướng nào vào, chúng mình thử đánh cuộc xem." Trương Tiểu Phàm ngây ra, mấy người ngồi trên nhao nhao quay đầu lại, mặt mày đều có vẻ vui thích. Ngồi trên Đỗ Tất Thư là Lão Ngũ Lữ Đại Tín cười bảo: "Lão Lục, đệ lại phạm thói nghiện cá cược rồi hử?" Bên cạnh đó, Hà Đại Trí gầy đét cũng diễu: "Y lâu lắm rồi chưa thắng, bây giờ đi lừa trẻ con." "Đi, đi, đi." Đỗ Tất Thư vẫy tay lia lịa, phớt lờ mọi người, mặt mày hớn hở, bảo: "Trương Tiểu Phàm, tiểu sư đệ, đệ đoán lát nữa ba người nhà sư phụ ai sẽ là người đầu tiên đặt chân lên bậc cửa này." "Ồ, đệ vừa đến, để đệ đoán trước, khỏi nói là sư huynh bắt nạt đệ." Lão nhị Ngô Đại Nghĩa ngồi đằng xa, cao giọng gọi: "Tiểu sư đệ, đã là đánh cược rồi, đệ hãy hỏi y xem, thua thì sao, mà thắng thì sao?" Đỗ Tất Thư hử một tiếng đáp: "Các huynh sợ đệ trốn nợ chăng?" Đỗ Tất Thư này hành tẩu thiên hạ đều dựa vào phẩm hảo danh vấn giang hồ. Mọi người cười ồ lên: "Đệ có thắng bao giờ đâu. Tiểu sư đệ, nếu đệ đoán trúng, ta sẽ giúp đệ chặt trúc 10 ngày. Nếu đệ thua thì giúp ta rửa bát 10 ngày, được không?" Mọi người lại cười ồ. Tống Đại Nhân cười mắng, hết nói nổi. Trương Tiểu Phàm nhìn các vị sư huynh ai nấy đều hớn hở, hòa mục, thái độ rất thân thiết, chẳng ai coi mình là người ngoài, trong lòng cảm thấy ấm áp, bèn nói: "Được." Đỗ Tất Thư vỗ đùi đét một cái, vẻ mặt hân hoan, dáng điệu hớn hở hỏi: "Tiểu sư đệ, vậy theo đệ rốt cuộc sẽ là sư phụ, sư nương hay tiểu sư muội đi trước nào?" Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ tính toán, Thanh Vân Môn thủ trọng tôn sư, chắc Điền Bất Dịch sư phụ sẽ là người đầu tiên bước vào, bèn cất giọng giặc: "Đệ đoán nhất định là sư phụ vào đầu tiên." Mọi người cười lớn. Lữ Đại Tín lắc đầu nói: "Không ngờ hôm nay quả thật là đệ đã bị Lão Lục lừa mà giành lấy phần thắng rồi." Đỗ Tất Thư vui mừng khôn xiết nhìn Trương Tiểu Phàm đang nghẹt mặt ra không hiểu, cười hì hì nói: "Tiểu sư đệ, ta bảo cho đệ biết nha. Thực ra lần nào tiểu sư muội cũng là người đầu tiên trong gia đình sư phụ lao vào đây. Ha ha, lát nữa đệ giúp ta rửa bát nhé."
Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, không nhịn được cũng bật cười, gật đầu đáp: "Vâng, Lục sư huynh." Trịnh Đại Lễ, người đứng vào hàng thứ ba, thân hình thấp lùn vạm vỡ cười bảo: "Lão Lục, đệ cũng dày mặt thật." Đỗ Tất Thư trợn mắt quái dị nói: "Lão Tam, huynh nói cái gì? Đệ không ràng buộc mọi người muốn chơi muốn đánh cược thì phải nhận thua chứ, đúng không nào tiểu sư đệ?" Trương Tiểu Phàm gật đầu, chợt nghe Tống Tại Nhân nói: "Sư phụ đến rồi." Ai nấy nét mặt nghiêm trang, đều đứng cả dậy, hướng ra ngoài nghênh đón sư trưởng. Giây lát sau, thân hình béo lùn của Điền Bất Dịch xuất hiện ở cửa, kế đến đằng sau lưng là chẳng có ai cả. Lão đến một mình, mọi người đờ hết cả người ra. Đỗ Tất Thư không nén được bèn hỏi giật: "Sư phụ, sư nương và tiểu sư muội đâu ạ?" Điền Bất Dịch ném cho y một cái nhìn lạnh nhạt bảo: "Sư nương ngươi dẫn tiểu sư muội về nhà mẹ rồi." Mọi người ngạc nhiên, nhưng thoáng chốc sau không nén được đều phá lên cười, nhìn Điền Bất Dịch lắc lư bước vào. Trương Tiểu Phàm lúng túng muốn cười rồi lại không dám cười. Đỗ Tất Thư thì trơ mắt há miệng. Điền Bất Dịch ngồi xuống cái ghế lớn của mình, vẫy tay bảo: "Ăn cơm thôi." Bọn đệ tử lúc này mới ngồi xuống, ai nấy nhìn Đỗ Tất Thư, vẻ cười mà không phải cười. Điền Bất Dịch liếc qua Trương Tiểu Phàm rồi hỏi: "Tống đại nhân, ngươi bảo cho y biết về môn quy và giới điều chưa?" Tống đại nhân gật đầu đáp: "Rồi ạ, 12 môn quy, 20 giới điều, con đều đã nói với tiểu sư đệ. Còn về tu luyện đạo pháp cơ bản." Đệ tử thấy tiểu sư đệ hôm nay mới đến còn hơi mệt nhọc, định là ngày mai bắt đầu chính thức truyền thụ. Điền Bất Dịch gật gật đầu, có vẻ bằng lòng, nói với Trương Tiểu Phàm: "Lão thất này." Trương Tiểu Phàm còn chưa hiểu ý, bị Đỗ Tất Thư bên cạnh huých cho một cái, mới nhận ra là sư phụ gọi mình, liền vội vàng đứng dậy: "Có đệ tử." Điền Bất Dịch lắc lắc đầu, lòng tin tưởng đối với đứa đệ tử phản ứng chậm chạp này lại giảm đi mấy phần, rồi bảo: "Người trước tiên hãy theo đại sư huynh, nhớ là phải dụng tâm học, đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu. Tuy tư chất có kém một chút, nhưng chỉ cần ngươi cần mẫn chịu khó, chưa chắc là không thể không học được, biết chưa?" Trương Tiểu Phàm như phụng thánh chỉ, cung kính đáp: "Vâng." Điền Bất Dịch khoát tay: "Ăn cơm." Trương Tiểu Phàm tuổi còn nhỏ, người thấp bé, bưng cái bát to ngồi lên ghế, thức ăn hơi xa, với mãi không tới. Đỗ Tất Thư bên cạnh rất tốt, gắp cho nó luôn, khẽ khẽ bảo: "Tiểu sư đệ, ăn nhiều một chút." Thấy y có vẻ hoàn toàn chẳng để ý gì đến việc cá cược bị thua, tư cách đồ phẩm quả không tệ. Trương Tiểu Phàm xúc động, gật đầu lia lịa, ăn được một lúc rồi len lén gọi: "Lục sư huynh." Đỗ Tất Thư quay đầu lại hỏi: "Gì thế?" Trương Tiểu Phàm nói: "Làm sao mà sư nương lại còn có cả nhà mẹ nữa?" Trong cái đầu bé bỏng của nó, người trong Thanh Vân Môn thảy đều như thần tiên, lẽ nào lại vướng vít những sự thế tục? Đỗ Thất Thư phì ra: "Tất nhiên là có chứ, sư nương cũng là người mà. Nhưng sư phụ nói sư nương về nhà mẹ không phải là nhà mẹ đẻ đâu, mà là về bên Thủy Nguyệt Sư Thúc ở Tiểu Trúc Phong." Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên: "Gì ạ?" Đỗ Thất Thư thấp giọng bảo: "Sư nương hồi còn trẻ xuất thân ở Tiểu Trúc Phong, vốn là sư tỷ muội với Thủy Nguyệt Đại Sư thủ tọa bên ấy, tình cảm rất sâu sắc. Sau này không biết vì nguyên do gì, sư nương người đẹp như hoa thế ấy lại lấy sư phụ nhà mình. Nghe nói lúc ấy các vị nam sư thúc trong Thanh Vân Môn rất nhiều người không hiểu ra sao." Phắp một cái, một cái đũa bắn ngay vào trán của Đỗ Tất Thư, lực đạo không nhẹ, làm lăn đỏ cả một vệt. Hai người sợ giật thót, thấy Điền Bất Dịch mặt mày bừng giận, đôi đũa trong tay thiếu một chiếc. Đỗ Tất Thư quay đầu lè lưỡi với cả Tiểu Phàm, cả hai không dám nói chuyện gì nữa, cắm đầu ăn thật lực. Lúc ấy Tống Đại Nhân hỏi Điền Bất Dịch: "Sư phụ, lần này trưởng môn chân nhân triệu tập thất chi phái, sao Thủy Nguyệt Sư Thúc lại không đến?" Điền Bất Dịch hừ một tiếng, cầm đôi đũa khác lên và nói: "Thì lão đạo cô ấy giả bệnh, phái người đến nói với cả trưởng môn sư huynh cái gì mà đau đầu phát sốt mãi. Trưởng môn sư huynh cũng thật thà, lại đi tin chứ. Hôm ấy nếu mụ ấy mà đến, ta cho dù không cướp được cũng phải..." Tọa hạ tứ đệ tử là Hà Đại Trí ho khan thêm hai tiếng, khẽ khẽ nói: "Ở sư phụ, chi nhánh bên Thủy Nguyệt Đại Sư Thúc xưa nay không thâu nam đệ tử."
Yên Mất Dịch phát nghẹn, lắc đầu nói: lại được sư nương các ngươi nữa. Vừa nghe Thủy Nguyệt nói có bệnh gì đó, lập tức dẫn Linh Nhi đi sang thăm mụ ấy, cứ làm như trời sập không bằng. Đúng thật là. Bọn đệ tử nhìn nhau, nét mặt đều có vẻ mừng. Tống đại nhân ngập ngừng một lát, mới dọa dẫm hỏi: sư phụ, thế không biết sư nương ở bên Thủy Nguyệt sư thúc bao nhiêu ngày? Điền Mất Dịch trợn mắt nhìn y, nói vẻ không vui: cái gì mà mấy ngày, ngày nay đi, tối nay về. Ôi, bọn đệ tử than thở, ai nấy lộ rõ sự thất vọng. Điền Mất Dịch nhìn tới nhìn lui, hừ một tiếng, nói với Tống đại nhân: hôm nay sư lương lại dạy dỗ bọn ngươi phải không? Tống đại nhân chưa kịp cất tiếng, lão nhị Ngô Đại Nghĩa đã cướp lời: sư phụ khỏi phải thay hỏi y nữa, đại sư huynh hôm nay lâm trận bỏ chạy, thật là mất mặt. Tống đại nhân tức giận, nói bậy nào, ta phụng mệnh sư phụ giúp tiểu sư đệ. Úi, mọi người cùng thốt lên. Bữa cơm kéo dài đến nửa canh giờ, sau khi mọi người đi cả, Trương Tiểu Phàm muốn lán lại để giúp Đỗ Thất Thư rửa bát, nhưng Đỗ Thất Thư cười bảo: tiểu sư đệ, đa tạ đệ, có điều việc ở đây ta làm là được rồi. Đệ đánh cược thắng ta, ngày mai ta sẽ giúp đệ chặt trúc. Trương Tiểu Phàm ngượng ngượng, đành định cất lời thì nghe thấy tiếng của Tống đại nhân: lão Lục, đệ đừng giúp y. Lời vừa nói ra, đã thấy Tống đại nhân từ ngoài cửa đi vào, nói với Trương Tiểu Phàm: tiểu sư đệ, lại đây, ta dẫn đệ đến phòng riêng. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Đỗ Thất Thư ở bên cạnh hỏi: đại sư huynh, huynh bảo gì? Tống đại nhân đáp: tiểu sư đệ vừa nhập môn, chính là lúc phải rèn luyện căn bản, chưa đến lúc được lười biếng. Đỗ Thất Thư gãi gãi đầu, nói: cũng đúng. Thế này vậy, tiểu sư đệ, lần này coi như ta nợ đệ, ngày sau có việc gì cần ta đỡ cứ bảo được nhé. Trương Tiểu Phàm nói: Lục sư huynh, hay là bỏ qua đi, đằng nào. Đỗ Thất Thư trở nên nghiêm mặt, hiên ngang nói: gì vậy, ta lẽ nào lại là loại thị phi bất phân, trung gian bất biện? Đã nhận lời đệ, tất nhiên phải làm cho bằng được, nếu không thì sẽ trở thành trò cười, bị các sư huynh phỉ nhổ mất. Trương Tiểu Phàm ngần gật đầu, tuy thế trong lòng vẫn không rõ lắm việc này với thị phi bất phân, trung gian bất biện thì có gì liên quan với nhau. Tống đại nhân kéo tay Trương Tiểu Phàm dây, bảo: tiểu sư đệ, nào, ta đưa đệ đi xem phòng mới của đệ nhé. Hai người ra khỏi nhà bếp, trời đã tối mịt, một vầng trăng sáng từ từ nhô lên, treo phía trời đông. Họ đi ngang qua thủ tĩnh đường, Trương Tiểu Phàm ngoảnh vào nhìn bên trong, thấy đèn lửa đã tắt hết. Một vùng đen ngòm, chỉ có ánh trăng chiếu trước điện, mang chút khí vị u ám. Lại đi thêm một lúc, họ quay về khu hành lang lượn khúc, nơi ở của bọn đệ tử. Tống đại nhân đưa nó vào một gian tận cùng phía bên ngoài, nói: tiểu sư đệ, căn phòng mà đệ thức dậy lúc ban ngày, đó là nơi ta ở. Các sư đệ khác theo thứ tự mà xếp phòng, đều nằm bên phải. Bảy căn bên trái kia không có người ở. Ngừng một lúc, y nhìn Tiểu Phàm rồi nói: đệ ở một mình, liệu có sợ không? Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Tống đại nhân mỉm cười: vậy thì được rồi, nam tử hán đại trượng phu, chúng ta sao có thể sợ cô đơn. Lại đây, chúng ta cùng vào. Nói đoạn dắt tay Trương Tiểu Phàm đi vào. Trương Tiểu Phàm ngắm cái nơi bây giờ lạ lẫm, mà rồi sẽ phải kết bạn với nó lâu dài. Cái sân nhỏ, bên trái có một cây tùng xanh, bên phải có năm thân trúc tỉa tót, cao bằng 2-3 người. Trong sân đá mảnh lát thành lối đi nhỏ, hai bên là bờ cỏ, gió đêm thoảng tới, lá cây cảnh trúc khe khẽ khô động, hương cỏ dịu dàng đưa lại rất đỗi thanh tịnh. Tống đại nhân mở cửa phòng đi vào và thắp đèn gọi: tiểu sư đệ, lại đây. Trương Tiểu Phàm bước theo, thấy bên trong sắp đặt giản dị y như phòng của Tống đại nhân, chỉ có bàn ghế chăn đệm, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tống đại nhân bảo: hôm nay ta đã quét tước qua chỗ này rồi, đệ ở tạm. Sống trên núi thanh bần, đệ tuổi lại nhỏ, có thể cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta là người học đạo, phải chịu đựng mọi sự rèn luyện. Về sau, những chuyện ăn ở sinh hoạt, đệ đều phải tự lo lấy. Trương Tiểu Phàm đáp: đệ biết rồi, đại sư huynh. Tống đại nhân gật đầu, quay nhìn các phía, nói: thế nếu không có việc gì nữa thì ta về đây.
đệ đã mệt nhọc suốt cả ngày nên cũng nghỉ sớm đi. Trương Tiểu Phàm vâng lời, tiễn đại sư huynh đến cửa, sực nghĩ ra một điều gì liền hỏi: Đại sư huynh, làm sao mà vừa sập tối đã chẳng thấy vị sư huynh nào ló ra ngoài thế? Tống đại nhân cười đáp: Đệ không biết đâu, bọn chúng ta ở trên Đại Trúc Phong này học đạo cũng được ít nhất mấy chục năm rồi, ngày thường hiếm khi ra ngoài, nơi này bước chân đã thuộc khắp, vì vậy lại lười đi lại. Như lão tứ thích xem sách, lão nhị thì thích ca hát, người cần mẫn hơn một chút như lão tam thì ngồi trong phòng tu luyện, thông thường đều không ra ngoài. Trương Tiểu Phàm giờ mới hiểu. Tống đại nhân xoa xoa đầu nó, lại dặn dò vài câu rồi quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm trở vào phòng, đóng cửa lại. Lúc ấy cảm thấy thế giới đột nhiên tĩnh lặng, chẳng có lấy một tiếng nói. Nó xè xè bước lại trước bàn, đờ đẫn ngồi xuống một lát. Rồi chẳng biết làm gì, nó bèn thổi tắt đèn lửa, cởi áo ngoài, lên giường nằm ngủ trằn trọc trở mình. Chẳng biết bao lâu thì mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Á! Trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm kêu khẽ một tiếng, rồi lật mình ngồi dậy thở hổn hển. Nó vừa mơ thấy mình quay lại thôn Thảo Miếu, gặp lại cha mẹ, gặp lại lũ bạn nhỏ vẫn thường chơi đùa, lại cả các chú, các bác, cô dì rất là vui vẻ nữa. Nhưng đột nhiên họ đều biến ra tử thi, máu chảy thành sông, kinh khủng cùng cực. Nó run hết cả người, thế là thức giấc. Nó ngồi trên giường một lúc lâu, hơi thở dần dần điều hòa, mắt cũng lần lần thích ứng với bóng tối. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì có ánh trăng nhàn nhạt xiên vào, rơi trên nền đất, mờ ảo như tuyết sương. Trương Tiểu Phàm không buồn ngủ, bèn bò dậy đi đến trước cửa, cọt kẹt có tiếng kéo cửa, bước ra ngoài. Bốn bề tịch mịch lặng lẽ, từ nơi nào chẳng biết âm ỉ đưa lại tiếng côn trùng. Một tiếng, hai tiếng, dù ra dù gì, ánh trăng long lanh như nước rải xuống mình nó. Nó ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngàn sao nhấp nháy, trăng giữa từng không long lanh trong trẻo. Chẳng biết Kinh Vũ thế nào, có phải cũng đang mất ngủ không? Nó khẽ thì thầm rồi thở dài, xoay mình đi vào phòng. Thình lình trước ngực trùng lại, một vật từ trong áo lót sát mình lăn ra, rơi xuống mặt đất. Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, cúi xuống nhặt lên. Thì ra là hạt châu tròn chặn, tím sẫm ảm đạm, vô quang nọ. Chính giữa hạt châu đó có một lỗ nhỏ xíu, chắc là để phổ trí xuyên vào chuỗi tràng hạt ngày hôm đó. Mấy buổi nay nó gặp toàn chuyện đại biến, cũng đã quên bẵng mất vật này. Giờ mới nhớ lại thì khi ấy phổ trí có dặn là phải ném hạt châu đi. Nghĩ đến đây, lòng nó chợt trào nỗi cay đắng. Cha mẹ chẳng để lại gì, phổ trí với nó là chút duyên tạo ngộ, tuy chỉ gặp nhau một đêm nhưng cũng đã như người thân. Mà hạt châu xấu xí này là vật duy nhất phổ trí để lại cho nó. Trương Tiểu Phàm giơ tay soi hạt châu lên giữa không trung. Dưới ánh trăng giờ rợ sáng trong, chợt thấy màu sắc của hạt châu bật đi một chút, thành ra màu tím nhạt, lửa như trong suốt. Lờ mờ bên trong có một luồng khí loãng xoay tròn không ngừng, hình như có linh tính, chỉ trực phá bỏ mà ra. Duy có điều mỗi lần luồng khí chạm được đến nơi gần trên bề mặt, nơi ấy lại sáng lên một chữ Phạm nho nhỏ, dồn nó quay lại. Trương Tiểu Phàm ngắm mãi, lòng bất giác sinh niềm vui thích, lại nghĩ đây là vật duy nhất mà phổ trí di niệm, nên thực sự không muốn vứt bỏ. Nghĩ ngợi một lúc lâu, lại từ trên cổ tột xuống một sợi dây màu đỏ. Đó là cái mà cha mẹ đã buộc cho nó để giữ gìn trường mệnh bình an. Con nhà bình thường đều có thể đeo thẻ vàng khóa bạc, nhưng gia đình nó nghèo nàn, đành lấy dây đỏ để thay thế. Nó bèn dùng sợi dây đỏ xuyên vào hạt châu buộc kỹ lại, đeo lên trước ngực, sát ra, bất giác lạnh buốt nhưng vẫn cảm thấy khí vị ấm áp. Nó mỉm cười một mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, rồi quay gót bước vào phòng đi ngủ lại. Ngày đầu tiên của nó ở Thanh Vân Môn đã kết thúc như vậy đấy. Quý bạn và các vị vừa theo dõi hết phần thứ 7 của bộ truyện Chu Tiên. Người đọc Bá Tiến hy vọng quý vị sẽ cùng subscribe kênh và ấn like để ủng hộ Tiến nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 8.
Chu Tiên, chương 8, truyền nghệ. Người đọc, Bá Tiến. Trương Tiểu Phàm, một tiếng kêu lớn, âm thanh ngọt ngào nhưng chấn động xém tét màng nhĩ. Trương Tiểu Phàm tỉnh ngộ, mở to hai mắt, đột nhiên thấy một cái miệng há rộng, rồi hai hàm răng nhọn hoắt ghé sát lại mặt. Nó sợ phát khiếp lên, la ối một cái. Một chàng cười từ đằng sau vọng lại. Trương Tiểu Phàm mãi mới hoàn hồn. Lúc ấy nhìn rõ thì ra là một con chó vàng to tướng, cao đến nửa người ta, lông vàng láng mượt, nằm trên giường của mình. Đằng sau con chó là Điền Ninh Nhi, mặc bộ đồ đỏ bó sát, đang cười gập cả bụng. Trương Tiểu Phàm len lén lướt con chó to, thấy mình nó thù lù, răng nhanh thì nhọn hoắt, cái lưỡi dài ơi là dài, dài thè lè ra ngoài, bộ dạng rất hung ác. Trương Tiểu Phàm chưa từng thấy con chó nào to như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ. Rồi thấy Điền Linh Nhi nét mặt tươi cười rạng rỡ, bèn lúng túng hỏi: "Sư tỷ, có chuyện gì vậy?" "Chuyện gì ư?" Điền Linh Nhi đang cười nói, chợt nét mặt nghiêm lại, rồi cau mày quát lớn: "Trời đã sáng rồi mà đệ còn hỏi ta chuyện gì à? Dậy mau, ta và đệ đi lên núi chặt trúc." Trương Tiểu Phàm ngây ra, rồi lạ lùng hỏi: "Sư tỷ cũng phải đi á?" Điền Linh Nhi hét lớn: "Còn phải nói, đệ tử nhập môn ở chi phái của ta, 3 năm đầu đều phải lên núi chặt hắc thiết trúc. Ta 10 tuổi mới bắt đầu, năm nay là năm cuối cùng rồi. Ê, đệ vẫn còn ì ra trên giường à?" Trương Tiểu Phàm vội vàng vâng lời, cẩn thận dè dặt vòng qua con chó to, theo mé bên kia của giường tụt xuống, hấp ta hấp tức mặc quần áo vào. Điển Linh Nhi hét lên: "Tiếp này!" rồi ném một con dao chặt củi lại. Trương Tiểu Phàm giơ hai tay đỡ lấy. Đó là một con dao chặt củi thông thường, cầm thấy nặng nặng. Chuẩn bị xong xuôi, nó hỏi Điển Linh Nhi: "Sư tỷ, có phải gọi đại sư huynh đi cùng không?" Điển Linh Nhi lườm một cái rồi bảo: "Đệ chưa nghe ta nói là riêng nhập môn đệ tử mới phải làm bài tập hả? Bây giờ chỉ có ta và đệ đi chặt trúc thôi. Đi nào." Nói rồi vẫy tay. Trương Tiểu Phàm còn chưa động đậy, đã thấy trên giường con chó vàng kia đột nhiên đứng phát dậy, nhảy phúc xuống, ngoáy ngoáy cái đuôi hướng về phía Trương Tiểu Phàm sủa mấy tiếng oẳng oẳng, nhe răng làm bộ hung ác rồi phóng ra ngoài. Trương Tiểu Phàm nghe thấy quen tai, sực nhớ hôm qua lúc theo đại sư huynh quay về thì có nghe thấy tiếng con chó nó sủa, xem ra chính là con chó vàng to này rồi. Trong lòng bất giác ngấm ngầm tự nhủ: "Thanh Vân Môn thật là lợi hại, đến con chó nuôi cũng lớn hơn nhiều con chó ở thôn mình." Nó theo Điền Linh Nhi rời khỏi phòng, trời còn chưa sáng tỏ, vẫn lờ mờ lờ mờ. Đi ra khỏi hành lang uốn khúc, nhìn về phía hậu sơn, đằng xa sương mờ mông lung lảng bảng trong núi. Hai người và con chó cứ thế đi ra sau núi Đại Trúc Phong. Hôm qua Trương Tiểu Phàm được Tống Đại Nhân ôm lên đồi, thấy chẳng bao lâu là đến nơi, đường cũng dễ đi. Chẳng dè hôm nay tự mình đến, mới đi được nửa đường đã thấy độ dốc càng lúc càng lớn, lộ trình cũng xa hơn mình tưởng rất nhiều. Quay sang nhìn Điền Linh Nhi ở bên cạnh, hôm nay cô bé không dùng hổ phách chu lăng nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ đồ đỏ lướt trên đường núi rất nhanh nhẹn. Con chó to màu vàng kia thì chẳng phải nói, chạy trước chạy sau, lúc thì xuyên lên, lúc thì lùi lại, có lúc còn luồn vào vạt rừng bên đường, chẳng biết để làm trò gì. Lát sau cây cỏ lao sao, lại thấy từ một chỗ khác chui ra, dáng điệu rất là hưng phấn hoạt bát. Đi tiếp chừng nửa canh giờ, Trương Tiểu Phàm mệt nhoài, thở hồng hộc, hai chân đau mỏi, rã rời cả người. Điền Ninh Nhi đi trước, thấy bộ dạng của nó như thế, thì hừ một tiếng bảo: "Thật vô dụng, dừng lại nghỉ tí vậy." Trương Tiểu Phàm vội gật đầu, đặt mông ngồi xuống, ra sức thở. Con chó to màu vàng lúc ấy lại chẳng thấy đâu, không biết là đã chui vào xó xỉnh nào rồi. Trương Tiểu Phàm thở một lúc, hô hấp mới dần dần điều hòa. Nó ngồi trên sơn đạo, nhìn xuống dưới, thấy Đại Trúc Phong vươn cao sừng sững, trông có vẻ cô ngạo, bên cạnh những dãy núi gần đó đều thấp hẳn xuống. "Sư tỷ, đệ có một việc muốn hỏi, không biết là..."
Điển Linh Nhi nghe giọng điệu của nó có chút e dè, bèn đưa mắt sang nhìn, trong lòng rất là đắc ý. Lơ đãng dùng tay sửa lại mớ tóc, nét mặt ngay ngắn, nghiêm trang nói: "Đệ hỏi đi." "Tại sao chúng ta lại coi chặt chút là bài tập? Đệ nghĩ bài tập phải là tu hành đạo pháp chứ?" Điển Ninh Nhi cong môi: "Đệ thì hiểu cái gì? Với người tu chân, sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ nói nếu thể trạng không tốt thì dù có diệu pháp vô thượng cũng khó mà tu tập được. Thanh Vân Môn chúng ta bắt nguồn từ đạo giáo, rất coi trọng dưỡng sinh kiện thể. Tu tập đạo pháp tới chỗ sâu xa, thể trạng càng quan trọng. Nói ngay như kỹ thuật tối cao của bản thân là thần kiếm ngự lôi chân quyết." Trương Tiểu Phàm chợt run bắn, mặt biến sắc. Điền Ninh Nhi lạ lùng hỏi: "Đệ làm sao vậy?" Trương Tiểu Phàm hồi tâm, sắc mặt u ám bất định, lẩm bẩm nói: "Không, không có gì. Đệ nghe cái tên này có vẻ dài dòng ghê gớm quá." Điền Ninh Nhi trợn mắt nhìn nó, bảo: "Đương nhiên là ghê gớm. Đây chính là một trong những tuyệt kỹ trấn sơn của Thanh Vân Môn, chẳng có mấy người luyện được đâu. Nghe cha nói, thi triển trấn quyết này phải lấy chính thân mình để dẫn, rồi dùng thần binh lợi nhẫn dẫn dụ cửu thiên thần lôi, thần uy thần lực, làm cho đối phương tan tác, uy lực tuyệt luân." Trương Tiểu Phàm thở dài nói: "Thế à?" Điền Linh Nhi lại tiếp: Thì đệ thử nghĩ xem, tuy có chân quyết hộ thân, nhưng những uy thế cỡ cửu thiên thần lôi, người thường hễ đụng phải là hóa ngay thành tro bụi. Người thi chuyển thật ấy cố nhiên tu hành cực thâm sâu, nếu thể trạng không tốt, một chốc một lát chỉ e là chính mình cũng bị thần sấm vụt chết trước ấy chứ, còn nói gì đến đánh ai cho tan tác. Cô bé liếc nhìn Trương Tiểu Phàm và nói: "Vì vậy cha bảo đệ làm bài tập này chính là vì muốn tốt cho đệ, thế mà đệ còn giữ cái thái độ không bằng lòng." Trương Tiểu Phàm giật thót, nhảy cẫng lên rồi nói: "Làm gì có chuyện đó, đệ hoàn toàn không dám có chút ý gì bất kính với sư phụ, càng không có ý gì không bằng lòng. Đệ đã nghỉ đủ rồi, mình đi thôi." Nói đoạn vung con dao chặt củi, khoa chân bước đi thình thịch. Đi lên trên núi, tốc độ đã nhanh hơn. Điền Linh Nhi nhìn theo sau nó, khẽ khẽ mỉm cười rồi cũng đi lên theo. Khó khăn lắm mới bò lên được đến sườn đồi, Trương Tiểu Phàm nhịp thở đứt đoạn. Thấy mé trước rừng trúc, con chó to màu vàng đã chẳng biết phục sẵn ở đấy từ khi nào. Trông thấy hai đứa lên tới thì nó chó mõm kêu oảng oảng mấy hồi, cũng chẳng nhổm dậy, lại ngoảnh đầu đi đâu đấy. Trương Tiểu Phàm ngây ra một lát rồi nói: "Nhanh quá nhỉ." "Đệ nói đại hoàng hả?" Điền Linh Nhi đi từ đằng sau lên, khuôn mặt không đỏ, không thở gấp, cất tiếng hỏi. Trương Tiểu Phàm chỉ con chó to: "Nó tên là Đại Hoàng à?" Điển Ninh Nhi đáp: "Phải, đệ đừng coi thường nó, nó lợi hại lắm đấy." Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm: "Thì vậy, xem cái bộ dạng nó to như thế là biết rồi, ít nhất cũng đã nuôi được hơn 20 năm. Điển Ninh Nhi xỉ một tiếng: "Đâu có." Trương Tiểu Phàm lạ lùng nói: "Nó chưa được 20 năm mà, Đại Hoàng quả là chóng lớn." Lúc ấy Đại Hoàng ở đằng trước hướng về phía Trương Tiểu Phàm mà sủa rất dữ dội. Điền Ninh Nhi bảo: "Ta nói đâu có ít năm như thế. Chà, để ta tính xem nào. Hình như lúc tứ sư huynh đến đã có rồi, vậy là cỡ 70 năm. Không đúng, tam sư huynh nói là lúc huynh ấy đến thì nó đã ở đây rồi, vậy thì phải đến 97 năm má." Cô bé bỗng thốt lên, làm Trương Tiểu Phàm giật thót mình, vội vàng nói: "Sao vậy?" Điền Linh Nhi vui hớn hở nói: "À, ta nhớ ra rồi. Lúc nhỏ có lần mẹ cãi nhau với cha, nói năng rất ghê gớm, bảo là sẽ đem con chó vàng của cha nuôi từ bé đến lớn đem ra giết thịt nấu canh, làm cha tức gần chết. Đại Hoàng cũng sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám về nhà." Trương Tiểu Phàm tò mò hỏi: "Đại Hoàng không dám về nhà hử?" Điền Linh Nhi đáp: "Đúng. Đại Hoàng sống đã rất nhiều năm rồi, hiểu tính nết con người, biết mẹ ghê gớm, sợ bị rơi vào tay của mẹ thật, bèn chuồn mất. Thế nào, ghê không?" "Ghê." Trương Tiểu Phàm nói rất thật lòng, cũng không biết là nói Đại Hoàng hay là nói sư nương.
Nó nhìn kỹ con chó to ấy thêm một lần nữa. Đại hoàng chẳng thèm để ý, phỉ mũi một cái, rồi quẫy đuôi đi, rồi ngẩng đầu, lười biếng, ngả ra mặt đất. Hai đứa lúc ấy đã đi đến trước dùng trúc. Trương Tiểu Phàm nói với cả Điền Linh Nhi: "Sư tỷ, lúc đệ vừa đến Thông Thiên Phong, còn nhìn thấy một con quái thú to hơn cả đại hoàng rất nhiều lần. Nghe đại sư huynh nói, nó gọi là Thủy Kỳ Lân. Đại hoàng có phải là linh thú giống như thế không?" Điển Ninh Nhi đi thẳng vào rừng trúc, lắc đầu đáp: "Không phải, linh tôn là dị thú thời thượng cổ, là linh chủng hồng hoang, vượt xa cả đại hoàng, không thể so sánh được." Trong lúc nói chuyện, cô bé đã dẫn Trương Tiểu Phàm đi xuyên qua rừng, lát sau tới một nơi tương đối nhiều thân trúc. Hắc tiết trúc nơi đây đều chỉ lớn bằng cỡ cổ tay, rất là mảnh mai. "Ở đây đây, đệ từ nay về sau, trong vòng 3 tháng, mỗi ngày chặt một cây là được rồi." Điển Linh Nhi nghiêm trang bảo: "Nhỏ thế này mà chỉ chặt có một cây thôi ư?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi. Điển Linh Nhi hừ một tiếng bảo: "Đệ chặt thử xem." Trương Tiểu Phàm gật đầu, cầm con dao chặt củi lên, đi đến trước một cây trúc mảnh mai, ước lượng hơ dao một cái là đốn ngã. Chỉ nghe một tiếng trong veo vang lên, con dao như chém phải đá, dội lại mạnh đến nỗi lòng bàn tay của Trương Tiểu Phàm phát tê dại. Cây trúc gầy bị nó chặt nghiêng xéo về phía trước, tích tắc sau lại bật trở lại. Trương Tiểu Phàm không tránh kịp, bị cành trúc quật vào đầu đau điếng, để lại một vết đỏ bầm. Điền Ninh Nhi ôm bụng cười, một lát sau thì mới nhăn nhó bảo: "Đệ ở đây chặt nhé, ta phải đi làm bài tập của ta đây." Nói rồi vừa cười vừa quay mình bỏ đi. Trương Tiểu Phàm xoa xoa chỗ bị quật đau trên mặt, thấy trên thân trúc, nơi nó vừa chém phải, lộ ra một vết trăng trắng, bất giác thở ra một hơi lạnh buốt. Sáng hôm sau, Trương Tiểu Phàm một mình ở đây, đối mặt với hắc tiết trúc, dùng đủ mọi cách chặt chém, cưa, mài, đè, bẻ. Đến 2 canh giờ, mặt trời đã lên giữa thinh không, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân tay mỏi như vô lực, cũng chỉ xẻ được một cái lỗ bé bé chừng 2 phân trên thân của cây trúc. Lúc ấy, một chàng tiếng hát đưa tới. Điển Linh Nhi cất tiếng ca bài gì chẳng biết, nhảy chân sáo quay trở lại. Thấy bộ dạng bối rối của Trương Tiểu Phàm, lại nhìn cây hắc tiết trúc, lắc lắc đầu, vung con dao lên, có vẻ như định chặt. Trương Tiểu Phàm vội hỏi: "Sư tỷ, tỷ làm gì vậy?" Điển Linh Nhi sốt ruột bảo: "Thì giúp đệ chặt chứ gì nữa." Trương Tiểu Phàm lắc đầu thật mạnh, thở bọc ra và nói: "Không cần đâu, đa tạ sư tỷ, đây là bài tập của đệ, đệ sẽ tự mình hoàn thành." Điển Ninh Nhi hừ một tiếng, chỉ lên mặt trời nói: "Đệ biết lúc này là lúc nào rồi không?" Trương Tiểu Phàm tính tình cứng cỏi, nghiến răng đáp: "Dù phải chặt đến tối mịt cũng được." "Đồ ngu!" Điển Ninh Nhi vụt chống nạnh mắng. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhất thời không thốt lên lời, chỉ ngây ra mà nhìn vị sư tỷ. Điển Linh Nhi uy phong lẫm liệt, rất có cái phong phạm của mẹ, nổi giận: "Người không xem thời gian, cũng không nghĩ gì đến người khác. Người chặt đến tối, chẳng lẽ muốn ta cũng phải đợi người đến tối hay sao? Nếu người thật sự cương quyết như thế, về sau mỗi ngày nên cố hết sức, nghĩ cách nào đó để trong 2 canh giờ có thể làm xong bài tập, khỏi phải nói ra những lời dấm dớ chặt đến tối cái gì đó." Nói xong, cô bé vung dao lên, dao rít phá không, phách 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 4 tiếng, cây trúc theo tiếng rít đổ rạp. Trương Tiểu Phàm đứng trơ mắt trông. Điển Linh Nhi liếc nhìn nó, lạnh lùng bảo: "Về thôi." Đoạn đi ra bìa rừng, Trương Tiểu Phàm trong lòng vừa thẹn vừa ngượng, âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải cố gắng hết sức làm bài tập thật tốt. Nó lê tấm thân mệt mỏi về tới nơi, ở trong đại trúc phong thì đã là chính ngọ. Điền Linh Nhi chẳng nói chẳng rằng đi vào hậu điện của thủ tính đường. Trương Tiểu Phàm ngẫy đuỗn, khó khăn lắm mới cất nổi bước chân về phía phòng riêng của mình. Đến lối vào của hành lang uốn khúc thì gặp ngay đại sư huynh Tống Đại Nhân đang đứng ở đó. Tống Đại Nhân khóe miệng lộ nét cười, nói: "Sao rồi, tiểu sư đệ, mệt lắm hả?" Trương Tiểu Phàm nhạch ra cười, lắc lắc đầu,
Tống đại nhân nhận thấy nó tuổi còn nhỏ mà tính tình cương nghị, bèn thôi cười đưa nó về đến phòng và bảo: trong nhà bếp thì thường có sẵn nước nóng, sau này hễ đệ về thì hãy tự vào lấy nước rửa ráy. Lát nữa là ăn cơm rồi, đệ nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ gọi đệ sau. Ăn cơm xong chúng ta còn phải làm bài tập nữa. Trương Tiểu Phàm giật thót hỏi: chiều vẫn còn phải làm bài tập ư? Tống đại nhân thấy nó phản ứng mạnh như vậy thì sững ra một cái, rồi lập tức tỉnh ngộ, cười bảo: à, ta nói sai, chiều là lúc tu tập đạo pháp của đệ tử chi phái, từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho đệ nhập môn đạo pháp. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vừa mừng vừa sợ, khẽ khẽ hỏi: đại sư huynh, những đạo pháp ấy rất lợi hại, có khó học không? Tống đại nhân mỉm cười: tu hành đến chỗ sâu xa tất nhiên là lợi hại vô cùng, còn có khó học hay không thì phải tùy vào tư chất ngộ tính của từng người, tư chất kém một chút cũng không sao. Đệ nghe sư phụ nói tối hôm qua rồi đấy, đạo hải vô nhai, cần lê vi chu. Chỉ cần đệ chịu khó kiên trì chăm chỉ, chuyên cần tu tập thì dù có khó đến đâu đi nữa cũng có thể luyện thành. Trương Tiểu Phàm gật đầu thật mạnh. Đến giờ cơm trưa hôm đó, Điền Bất Dịch hỏi qua về tình hình bài vở của Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi ngồi bên cạnh thêm mắm thêm muối, kẻ xấu Trương Tiểu Phàm một thôi một hồi, đến nỗi thằng bé đỏ hết cả mặt, không dám ngẩng đầu lên. Điền Bất Dịch nghe con gái kể vậy, lắc đầu hoài, cuối cùng phe phẩy tay nói: thôi ăn cơm. Điền Bất Dịch chẳng buồn mắng Trương Tiểu Phàm, nhưng Trương Tiểu Phàm lại nghĩ sư phụ rất quan tâm mình làm ăn chẳng ra gì mà sư phụ không hề trách mắng, khoan hồng đại lượng đến như thế, đúng là một bậc ân sư hiếm thấy trên thế gian. Nó tự thẹn với lòng, không dám nói năng gì nữa, âm thầm phát thệ: sau này nhất định phải chuyên cần tu tập để đền ơn sư phụ. Sau bữa cơm, Điền Bất Dịch lại theo cái lối đi chữ bát vốn có, lắc la lắc lư trở về thủ tĩnh đường. Những đệ tử khác vội vàng đi đến Thái Cực Đông, còn Tống đại nhân thì cùng Trương Tiểu Phàm về phòng, bảo: tiểu sư đệ, bản phái đạo pháp rất trọng căn cơ, đệ mới nhập môn, ta hãy truyền cho đệ đạo thuật cơ sở, đệ nhớ kỹ rồi thì sau này phải tự mình tu hành, nếu có chỗ nào chưa rõ thì hỏi ta, biết chưa? Trương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa, trong lòng xúc động. Tống đại nhân nét mặt trang trọng, nghiêm nghị nói: còn một chuyện nữa, ta phải cảnh báo đệ, kỹ thuật bản môn tinh thân thuần diệu, tà ma yêu nhân lúc nào cũng rình mò, đệ phải lập trọng thệ, sau khi đệ học xong, trừ phi là đệ tử bản môn, quyết không được truyền cho người ngoài. Trương Tiểu Phàm giật mình hoảng hốt, nhưng lập tức hiểu ra, khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ kiên quyết đáp: dạ, có trời xanh trên cao, đệ tử Trương Tiểu Phàm này nếu tiết lộ bí mật đạo pháp của Thanh Vân Môn, ta sẽ bị sét đánh đỉnh đầu, chết không có chỗ chôn. Tống đại nhân mỉm cười gật đầu, bảo nó ngồi xuống trước bàn, rồi dạy cách đả tọa, mặc tưởng, lại nói sơ qua cách vận hành kinh mạch và tính khí, cuối cùng là truyền cho nó pháp môn tu hành tầng thứ nhất của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản của tất thảy những diệu pháp kỳ thuật trong Thanh Vân Môn, cũng chính là điều mà Thanh Vân Tử đã ngộ ra từ cuốn cổ thư kia 2000 năm về trước. Trải qua quá trình tinh tiến nghiên cứu của các tông sư Thanh Vân Môn, cho đến ngày nay đã trở thành một đạo pháp vô thượng, định đoạt được cả chuyện thiên địa tạo hóa. Thái Cực Huyền Thanh Đạo bao gồm 3 cảnh giới: Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Đệ tử Thanh Vân Môn, kể cả những người thông minh tài trí, suốt cuộc đời giỏi lắm là đột phá được đến Ngọc Thanh cảnh, nhưng cũng chỉ lanh quanh tại đó mà tu hành được đến tầng cao nhất của Ngọc Thanh cảnh cũng đã là một việc hiếm thấy xưa nay. Trong Thanh Vân Môn, người đông đến gần 1000, nhưng có thể đột phá được Ngọc Thanh cảnh để tiến lên Thượng Thanh cảnh, ngoài trưởng môn Đạo Huyền chân nhân, bất quá có chừng hơn 10 người nữa mà thôi. Nhưng chỉ với mười mấy người này, Thanh Vân Môn đã đứng được vào hàng những môn phái có thực lực mạnh nhất, thâm ảo nhất trong giới tu chân ngày nay. Còn về Thái Thanh cảnh giới vô thượng, trong truyền thuyết, nghe nói mới có mỗi Thanh Diệp Tổ Sư
là tu tập tới. Chu Tiên, chương 9, Phật và Đạo. Người đọc Bá Tiến. Tống Đại Nhân lần đầu làm thầy, thấy Trương Tiểu Phàm hai tay chống má lắng nghe chăm chú, bất giác cao hứng, ăn nói rất đĩnh đạc. Quá trình tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo là từ dễ tới khó. Phần lớn mọi người ngay năm đầu tiên đều có thể tự thành tầng thứ nhất của Ngọc Thanh Cảnh, nhưng sau đó trở đi bắt đầu đụng phải những chỗ thâm thúy khó hiểu. Với tầng thứ hai, người bình thường phải tu tập mất 5 năm. Tầng thứ ba lại càng một trời một vực. Người nào tư chất hơi kém thì cả đời sẽ dừng mãi ở chỗ này. Người khá hơn một chút tu tập đến 5-60 năm cũng không phải là chuyện lạ. Trương Tiểu Phàm nghe mà há hốc miệng. Tống Đại Nhân mùm mỉm cười, lại giảng tiếp. Pháp môn tu hành chủ yếu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến tầng thứ ba là hầu như truyền thụ hết. Từ đó trở đi, phần nhiều phải dựa vào tu vi và tư chất của bản thân. Sư trưởng trình độ cao thâm có thể chỉ điểm chút ít, nhưng cũng chỉ là về mặt kinh nghiệm, để đệ tử tránh rẽ theo đường vòng mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là đường vòng ở đây phải tính bằng đơn vị thời gian từ 100 năm trở lên. Trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tu luyện đến tầng thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh là tựu được căn bản của mọi pháp thuật, có thể bắt đầu đồng thời tu tập những kỳ thuật diệu pháp khác và rèn luyện bảo bối của mình. Bảo bối vốn có nguồn gốc lâu đời. Trong thần thoại truyền thuyết, các vị thần linh phần nhiều đều có bảo bối riêng, uy lực tuyệt luân. Còn trong nhân gian, những người tu luyện chân đạo dùng nó để chế ngự dần thiên địa tạo hóa, uy lực cũng rất đáng kể. Nhỏ thì có thể đằng không cưỡi gió bạt mây mà đi, lớn thì có thể làm trời rung đất chuyển, phá được núi, ngăn được sông. Vật liệu để luyện bảo bối cũng lắm màu nhiều vẻ, thần kỳ bách quái. Nhưng có điều, vật liệu sẽ quyết định uy lực của bảo bối sau khi luyện thành. Nếu lấy sắt thường để thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết thì chưa kịp tấn công kẻ địch, kiếm cùng với chủ nhân đã biến thành tro bụi rồi. Đối với môn hạ của Thanh Vân, nhớ chuyện xưa Thanh Diệp Tổ Sư lấy được cổ kiếm Chu Tiên trong Huyễn Nguyệt Động Phủ, rồi cùng nó tung hoành khắp nơi, thiên hạ hầu như không có địch thủ. Bọn hậu bối ngưỡng mộ nên thành ra quá nửa đều tu luyện tiên kiếm. Mãi ngàn năm sau, kiếm khách vẫn không ngừng xuất hiện. Việc chọn kiếm làm bảo bối gần như là quy tắc bất thành văn của Thanh Vân Môn, nên có đổi tên thành Thanh Vân Kiếm Phái thì cũng chẳng phải là bất khả. Nói tới đây, lại phải nhắc đến một chút của thủ tọa Đại Trúc Phong là Điền Bất Dịch. Lão vốn luyện kiếm, pháp khí hộ thân Xích Linh cũng là một trong các danh kiếm của Thanh Vân Môn. Nhưng chẳng hiểu sao, lão không hề có ý khuyến khích bọn đệ tử tu luyện tiên kiếm. Không chỉ có vậy, lão còn thường xuyên xúi dục mọi người rèn tập các loại pháp bảo khác, khiến cho dư luận của Thanh Vân Môn dấy lên ít nhiều trách móc. Nhưng một là chẳng có quy định nào nói rằng không được, hai là đệ tử Điền Bất Dịch tư chất tầm thường, số lượng cũng ít, nên mọi người cứ để mặc lão. Trong các đệ tử Đại Trúc Phong, Đại sư huynh Tống Đại Nhân tu hành xúc tích nhất, đã luyện tới tầng thứ 5 của Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Sát ngay sau là lão tứ Hải Đại Trí luyện tới tầng thứ 4. Tuy thời gian y nhập môn ngắn hơn Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, nhưng trong số các đệ tử ở đây, y thuộc hàng thông minh nhất. Vì vậy tuy đi sau mà lại về trước. Trong khi ấy, lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ, lão ngũ Lữ Đại Tín, lão lục Đỗ Tất Thư đều đang chật vật ở tầng thứ 3 của Ngọc Thanh Cảnh. Còn tiểu sư muội Đình Ninh Nhi thì thông tuệ hơn người, từ nhỏ đã được cha mẹ hết lòng giáo hối. Tuy 10 tuổi thôi, nhưng tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã khá nhiều năm. Cô bé còn nhỏ, nhưng năm 13 tuổi đã luyện tới tầng thứ 4 của Ngọc Thanh Cảnh,
Có thể Khu Dụng Pháp Bảo là một trong những hài đồng khôn sớm nổi tiếng ở Thanh Vân Môn, cha mẹ yêu chiều và các sư huynh quan tâm thương mến. Tô Như cũng đã đem giải Hổ Phách Chu Lăng chữ danh của mình tặng cho con gái làm pháp bảo phòng thân. Sư tỷ thật là giỏi. Trương Tiểu Phàm nghe tới đây bất giác thốt lên cảm thán. Tống đại nhân mỉm cười và nói: không sai, tiểu sư muội rất thông minh, đối với việc tu chân lại có thiên phú. Sư phụ sư nương truyền thụ điều gì, sư muội vừa nghe là nhớ liền, tư chất hơn hẳn bọn huynh. Hiện nay chỉ vì thời gian tu đạo còn ngắn, hỏa hầu chưa đủ, sau này có thêm thời gian, thành tựu của sư muội nhất định sẽ không tưởng tượng được, vượt xa bọn huynh. Chi phái Đại Chức Phong phát dương quang đại hay không là nhờ sư muội cả. Nói đoạn, trong ánh mắt của y khấp khởi hy vọng, hiển nhiên là rất yêu mến tiểu sư muội kiểu mỹ dễ thương này. Tiếp theo, Tống đại nhân lại chỉ Trương Tiểu Phàm những điều cần chú ý trong quá trình tu hành, sau đó nghiêm nghị bảo: tiểu sư đệ, cuối cùng có một chuyện ta nhất định phải nói cho đệ hay. Việc tu hành của bản môn quý là ở chỗ tuần tự nhi tiến, đi bước nào chắc bước đó. Nếu tham lam muốn vượt nhanh, chỉ e là lòng tham chưa được thỏa mãn đã phát sinh đại họa. Thành công hay thất bại là do số mệnh, không cần phải cưỡng cầu. Đối với yêu ma ngoại đạo, dị đoan tà thuật, ham muốn không được đáp ứng thì đều muốn tốc hành, cuối cùng quá nửa là bị trời phạt, bi thảm lắm, đệ cần phải cẩn thận đấy. Trương Tiểu Phàm kinh hãi, vội đáp: vâng, đại sư huynh, đệ hiểu rồi. Tống đại nhân gần gật đầu, đứng dậy nói: tháng như vậy đã. Thái Cực Động đằng Hậu Sơn, chỉ có đệ tử đã tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo từ tầng thứ 3 trở lên mới được vào. Trước đó, đệ hãy tạm ở phòng riêng rèn luyện, chỗ này cũng rất thanh tịnh, sư phụ sư nương thì ít khi lại, đệ hãy tự mình cố gắng nhé. Trương Tiểu Phàm đứng dậy đáp: đa tạ sư huynh ạ. Tống đại nhân nhe răng cười, vỗ vỗ đầu nó rồi quay mình đi. Trương Tiểu Phàm tiến Tống đại nhân xong, trở vào trong phòng, đóng kỹ cửa lại, lòng mừng không nói hết được, đến những mệt nhọc lúc chặt trúc hồi sáng cũng chẳng biết đã tan biến đi đằng nào. Nó hô hấp thật sâu rồi tĩnh tâm, chậm chậm trèo lên giường theo đúng tư thế đả tọa mà Tống đại nhân vừa dạy. Nhắm nghiền hai mắt, nhẩm lại một lượt từ đầu đến cuối nội dung tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà Tống đại nhân vừa truyền thụ. Đang lúc theo nó tiến hành tu tập, thốt nhiên trong lòng chợt nhớ ra điều gì, hai mắt bừng mở, thất thanh la: không phải rồi. Những gì mà Tống đại nhân vừa dạy cho nó là pháp môn tu tập căn bản thô sơ nhất trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, công dụng chỉ nằm ở hai chữ luyện khí. Người tu tập phải tĩnh tọa, mở rộng tâm niệm, khống chế những phiền não, dẫn linh khí của trời đất vận chuyển vòng tròn trong người, tiến tới cảm ngộ được thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn linh khí đó liên thông khắp 36 huyệt đạo thì kinh mạch trong mình sẽ vững vàng, có thể tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Pháp môn tu tập này vốn đã trải qua mấy ngàn năm trước, đạo giáo gọt rũa, tuyệt không có điểm nào sai sót đáng ngờ cả. Nhưng giờ đây, trong lòng của Trương Tiểu Phàm như có phong ba bão táp vần vũ không ngừng. Tất cả chỉ là vì những gì hôm nay nó nghe thấy trái ngược hoàn toàn với bộ khẩu quyết và phương thức tu hành mà Phổ Chí Hòa Thượng đã giảng cho nó ngày hôm đó. Trong cái đêm trước khi xảy ra thảm án ở thôn Thảo Miếu, lúc Phổ Chí truyền khẩu quyết cho nó, đã dặn nó rằng tu chân luyện khí nhất thiết phải tách hẳn mình khỏi mối liên hệ với ngoại giới để ngộ ra tự tính. Cái đó gọi là chư pháp không bất tướng. Chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ trưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiên thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Chú thích: lời trích từ Bát Nhã Tâm Kinh. Cái đạo lý thâm thúy khôn khan này, Trương Tiểu Phàm tức thời không thể lý giải cho minh bạch, nhưng nó nhận thấy rõ là hai loại pháp môn tu hành này căn bản hoàn toàn trái ngược nhau.
Lòng dạ lúc ấy rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào mới được. Thực ra Trương Tiểu Phàm không hề biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo cố nhiên là diệu pháp vô thượng của đạo gia, nhưng bộ khẩu quyết mà Phổ Trí dồn bao nhiêu tâm ước nguyện, ký thác kỳ vọng cả một đời để truyền cho nó, lại cũng là pháp đạo chí cao của Phật môn, gọi là Đại Phạm Bát Nhã. Nói đến hai loại đại pháp, hai cách tu tập hoàn toàn khác nhau này phải bắt đầu từ căn nguyên. Phật môn và đạo gia lịch sử đều lâu đời, nhưng trước sau không hề đi lại với nhau. Thuật tu chân lại khởi nguồn từ trào lưu tư tưởng của mỗi nhà. Chẳng hạn như đạo gia, tôn chỉ của nó nằm ở một chữ đạo, diễn tả ra là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm nhi bão dương, trung khí di vĩ hòa. Chú thích lời trích từ Kinh thuộc Đạo Đức Kinh. Đạo giáo khởi nguồn từ tư tưởng đạo gia, đến ba cảnh giới của Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng lấy từ Tam Thanh, gồm Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn trong thần thoại của đạo gia. Tu chân của đạo giáo chú trọng đến thiên hạ nhất tức, thân thể hòa hợp với thiên nhiên, dùng thân của mình để chế ngự tự nhiên tạo hóa, biến ra đại uy lực. Đối với Phật môn, tôn chỉ của nó lại nằm ở chỗ sự ứng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, nhất thiết vạn pháp, bất ly tự tính. Lại nói, hà kỳ tự tính, bản tự sinh diệt, hà kỳ tự tính, bản tự cụ túc, hà kỳ tự tính, bản vô đông giao, hà kỳ tự tính, năng sinh vạn pháp. Chú thích lời từ Đàn Kinh, Hành. Đàn Kinh, Hành Do, phẩm đệ nhất. Tu chân của Phật giáo chú trọng đến lĩnh hội tự thân, nhận ra ngũ uẩn, chính là đạo lý, có thể lấy bát nhã mà độ ra trí tuệ bốn phương tám hướng. Tư tưởng đạo Phật khác hẳn, pháp môn tu tập tất nhiên cũng đi theo hướng ngược lại. Chỉ có điều, mấy nghìn năm nay nhà nào cũng giữ bí mật riêng, không để cho người ngoài biết. Giờ phút này, thằng bé Trương Tiểu Phàm ở trên đại trúc phong của Thanh Vân Môn bị việc này làm cho đầu óc rối tinh rối beng hết cả lên. Rốt cục đằng nào là đúng đây? Trương Tiểu Phàm nhảy xuống khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng. Nó thấy trong đầu ong ong, nghĩ ngợi lung tung, lại không dám nói hỏi ai. Cuối cùng đành thở thẫn, ngồi ở mép giường thở dài rồi im lìm lặng lẽ. Nó vốn chẳng phải là đứa thông minh, con nhà nông dân, tuổi lại còn nhỏ, không có gì là hiểu biết quyết đoán. Những việc lớn như thế này, nó nghĩ tới nghĩ lui, mất bao nhiêu thời gian, vẫn không hiểu ra được tại sao lại như thế. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm tự nhủ với mình, thôi, đằng nào lúc đầu Phổ Trí sư phụ cũng chẳng nhắc gì đến tình huống này, ta luyện cả hai thứ vậy, cũng thế cả mà thôi. Rồi không nghĩ ngợi nhiều nữa, trong lòng bỗng thấy thoải mái, lại trèo lên giường, đả tọa mặc tưởng, trước tiên luyện tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Có điều, nó nghĩ thì thấy dễ dàng, nhưng thực hành rồi mới thấy hoàn toàn là một cảnh khác hẳn. Luyện khí theo Thái Cực Huyền Thanh Đạo phải mở hết thất khiếu và các lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể, dẫn linh khí của trời đất nhập vào mình để vận hành theo kinh mạch. Việc luyện tập này sẽ củng cố nguyên khí của thân thể và kinh mạch nỗi lạc. Đại Phạm Bát Nhã lại đòi hỏi phải nhập vào cảnh giới tịch diệt, phong bế ý tưởng và hành thức, để thân mình hòa vào với thế giới, tự mình ngộ ra mình, dùng chân nguyên thâm tâm để cố bản bồi nguyên. Hai bộ pháp môn hoàn toàn tương phản, làm Trương Tiểu Phàm khổ không nói hết. Trong vòng 3 tháng sau đó, ngoài việc mỗi ngày bất kể mưa gió lên núi chặt trúc, nó đều dụng tâm tu luyện hai bộ đại pháp môn này. Chỉ có điều, nó luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo vừa mới được chút thành tựu, khổng khiếu toàn thân vừa mới mở ra, linh khí nhập thể, thì tiếp ngay sau Đại Phạm Bát Nhã lại đóng mạch tất cả các chỗ đó lại, nhập vào cõi tịch diệt, làm cho bao nhiêu nỗ lực lúc trước hầu như đều đổ xuống sông xuống bể cả. Sau 3 tháng, đột nhiên một hôm Điền Bất Dịch chợt nổi hứng, hỏi han tình hình tu đạo của Trương Tiểu Phàm. Ai ngờ mỗi lần hỏi, mỗi lần đáp đều khiến lão tức đến gần chết. Cứ theo lẽ thường mà xét,
người bình thường tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo với độ đơn giản của tầng thứ nhất, sau 3 tháng đều phải có chút thành tựu. Sơ bộ dẫn được linh khí trời đất nhập vào thể, vận hành được đến 5 huyệt đạo. Ai dè, kém cỏi của Trương Triều Phàm thật là hiếm có. Tu luyện đã 3 tháng tròn mà đến khổng khiếu toàn thân cũng không thể. Dẫn linh khí nhập thể thì gượng gạo, nói gì đến việc vận hành vài huyệt đạo. Điền Bất Dịch mở to mắt, bộ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm. Chúng đệ tử bên cạnh đều có vẻ cảm thông nhưng không dám nói gì. Tống đại nhân vốn cũng muốn đỡ hộ Trương Tiểu Phàm một hai câu, nhưng thấy sư đệ do mình dạy dỗ lại luyện tập đến cái mức như thế này, mặt mày mất hết thần sắc, thành ra không dám mở miệng nữa. Còn Điền Linh Nhi thì cười hì hì đứng cạnh xem chuyện vui. Trương Tiểu Phàm mặt đầy nỗi hổ thẹn, quỳ xuống trước Điền Bất Dịch, chẳng có chỗ nào để trốn tránh. Trong lòng nghĩ, bất luận sư phụ trách mắng thế nào đều là lẽ phải cả. Ai ngờ đợi mãi một lúc lâu, sư huynh xung quanh không hé một tiếng, mà Điền Bất Dịch thì cũng chẳng thốt lời nào. Nó lấy làm lạ, len lén ngẩng đầu lên nhìn, thấy bộ mặt giận dữ của Điền Bất Dịch không biết từ lúc nào đã biến ra bộ mặt thất vọng. Thật ứng với câu, đúng là chết cả cõi lòng. Điền Bất Dịch phất tay áo đứng dậy, lắc đầu, rồi lấy cái thân hình béo lùn chẳng nói chẳng rằng đi về phía hậu điện. Bọn đệ tử liếc nhìn nhau chẳng hiểu thế nào là thế nào cả. Tống đại nhân ở với Điền Bất Dịch lâu nhất, ngấm ngầm đoán biết được những suy nghĩ trong lòng của não ta, hiểu rằng sư phụ đang muốn rũ bỏ tiểu sư đệ này. 3 tháng nay Trương Tiểu Phàm ngoài việc tu hành và làm bài tập ra, những lúc rỗi rãi thì tíu ta tíu tít vui vẻ giúp đỡ người khác. Tính tình rất thực thà, mọi người ai cũng quý. Sống trong núi tịch mịch, Điền Linh Nhi xưa nay vốn ngạo túng, đột nhiên ở đâu nảy ra một người bạn vui đùa xấp xỉ tuổi mình. Tuy ngoài mặt thì luôn chỉ trích quát mắng, nhưng trong lòng cũng thấy mấy phần ưa thích. Tống đại nhân chau mày, đi lên trước đỡ Trương Tiểu Phàm dậy và nói: "Tiểu sư đệ, sư phụ chỉ là giận dữ nhất thời thôi, không sao đâu. Chỉ cần đệ tu tập chăm chỉ hơn, sớm muộn gì cũng có lúc lão nhân ra người chấp nhận." Trương Tiểu Phàm hổ thẹn, gật đầu lia lịa. Tự lúc ấy càng ra sức cố gắng. Mỗi ngày từ sáng sớm, nó cùng Điền Linh Nhi lên núi chặt trúc. Đệ tử bình thường tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo, sau 3 tháng đã có thể chặt gãy được hắc tiết trúc. Trương Tiểu Phàm thì đến hơn một nửa năm mới chặt được cây trúc đầu tiên. Có điều, mỗi ngày bất kể mưa gió, thân thể của nó nhờ rèn luyện mà trở nên mạnh khỏe, ít nhất lên núi cũng không đến nỗi thở hồng hộc như trâu. Từ lần đó trở đi, Điền Bất Dịch chẳng nghe chẳng hỏi gì đến Trương Tiểu Phàm nữa. Tống đại nhân ban đầu còn xem xét tình hình tu tập của nó. Có điều bao lâu trôi qua, tiến cảnh của Trương Tiểu Phàm vẫn chậm chạp đến nỗi không thể nào chậm chạp hơn. Cuối cùng Tống đại nhân cũng chán nản, không buồn hỏi. Trương Tiểu Phàm thì chẳng để ý đến chuyện đó, biết mình tư chất không tốt, tuy đôi lúc cũng nghĩ có khi hai loại pháp môn này không thể nào cùng nhau tu luyện đến nơi đến chốn được. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, nó đều nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của Phổ Trí Hòa Thượng. Trong lòng chợt bừng bừng, bèn kiên trì học tiếp. Tuy luyện tập theo kiểu này gian nan vô cùng, nhưng tính nó cứng cỏi quật cường vẫn không hề buông xuôi. Nơi nó ở vắng vẻ yên tĩnh, ban ngày tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đêm xuống lại luyện Đại Pháp Bát Nhã. Thời gian dài thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã 3 năm. Chính vào khoảng thời gian này, Trương Tiểu Phàm cũng lập được một kỷ lục tồi tệ nhất trong Thanh Vân Môn kể từ thời khai sáng. Nó đã dùng hẳn 3 năm, tức là dùng gấp 3 số thời gian cho một người bình thường mới hoàn thành tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tức là có thể tùy ý khống chế khổng khiếu toàn thân, dẫn linh khí của trời đất nhập thể vận hành 36 huyệt đạo. Những điều mà mọi người không biết là đồng thời trong việc rèn luyện Đại Pháp Bát Nhã, nó cũng đã mấp mé ở ngưỡng cửa khống chế nội khí, tạo được một căn cơ vững chắc. Một tối lúc ăn cơm, khi Trương Tiểu Phàm rụt rè thông báo với mọi người chuyện này, tất thảy đệ tử của Đại Trúc Phong đều há hốc miệng, như nhìn thấy một cây sắp ngàn năm nay nở hoa rồi. Rồi liền đó cũng phá lên cười rõ to.
Tống đại nhân thì ôm lấy Trương Tiểu Phàm giờ đã lớn ra, liên tiếp mấy lần liền rất sung sướng. Nhưng Điền Bất Dịch ngồi đầu bàn chỉ lạnh lùng nhìn, hừ một tiếng rồi khẽ chửi: đầu đất. Trong 3 năm đó, Trương Tiểu Phàm đã được 14 tuổi. Vì mỗi ngày đều đi chặt trúc nên thân hình rất khỏe mạnh, tuy ít hơn sư tỷ Điền Ninh Nhi 2 tuổi nhưng lại cao hơn đến một cái đầu. Điền Ninh Nhi thì từ một cô gái nhỏ 13 tuổi đã lớn lên thành một thiếu nữ 16, dung mạo thêm diễm lệ. Lúc nó cười trông vẻ càng thanh tú. Điền Ninh Nhi xưa nay đều cảm thấy 6 vị sư huynh lớn hơn mình rất nhiều, lại bần thần không sức sống nên thường xuyên thích ở cùng với gã sư đệ ngớ ngẩn ngốc nghếch. 3 năm qua tình cảm thân mật vô cùng. Xưa nay lúc nào Điền Ninh Nhi cũng chiếm thế thượng phong. Trương Tiểu Phàm cảm thấy sư tỷ quả thật hơn mình quá nhiều. Tuy ngày thường hay đùa nghịch chọc phá, nhưng thi thoảng mình bị sư huynh trêu ghẹo, sư tỷ lại là người đầu tiên đứng lên bênh vực ủng hộ mình. Trong núi tịch mịch nhưng cũng thanh tịnh, Trương Tiểu Phàm đã hỏi Điền Bất Dịch và Tống đại nhân mấy lần về vụ thảm án thôn Thảo Miếu. Nhưng chuyện đó đến nay chẳng còn tìm ra đầu mối. Thời gian lâu dần, Trương Tiểu Phàm cũng lần lần bớt sốt sắng. Sáng sớm hôm ấy, Trương Tiểu Phàm theo lệ cầm con dao đi chặt củi, một thân một mình đi ra khỏi phòng, nhắm hướng hậu sơn mà bước. Điền Ninh Nhi từ 2 năm nay đã hoàn thành bài tập chặt trúc, không còn đi nữa. Vì vậy Trương Tiểu Phàm thường lên núi một mình. Có điều lúc nào rỗi, Điền Linh Nhi cũng chạy theo chơi đùa với Trương Tiểu Phàm. Hôm nay Trương Tiểu Phàm chẳng thấy bóng của Điền Linh Nhi đâu, nhưng cũng không để ý lắm, cứ thế mà đi lên núi. Thêm 1 tháng nữa là có thể kết thúc bài tập chặt trúc rồi. Bây giờ mỗi ngày hắn đã chặt được 2 cây hắc thiết trúc, nhưng vẫn còn kém xa Điền Linh Nhi. Hồi đầu Điền Linh Nhi đã kết thúc rất nhanh, một ngày có thể chặt đến 10 mấy cây. 1 tháng trước cuối cùng hắn cũng đã tu xong tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Kế đó Tống đại nhân truyền thụ cho hắn yếu quyết của tầng thứ 2. Hắn tập được 1 tháng. Tuy tầng thứ 2 thâm ảo hơn tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao hắn ngấm ngầm cảm thấy còn dễ dàng hơn. Chẳng hạn tầng thứ nhất cần khống chế khổng khiếu toàn thân, hắn luyện đủ 3 năm mới có được chút thành tựu. Nhưng tầng thứ 2 yêu cầu hóa khí vi tinh, tức là biến linh khí của trời đất dẫn nhập vào cơ thể thành tinh khí trong kinh mạch. Theo như đại sư huynh nói, bài này khó hơn tầng thứ nhất không chỉ 10 lần, nhưng Trương Tiểu Phàm tự thấy là nhẹ nhàng vượt xa tưởng tượng. Xét đến căn nguyên, chắc có liên quan đến bộ Đại Phạm Bát Nhã. 3 năm nay, mỗi ngày hắn đều tu tập Đại Phạm Bát Nhã không hề gián đoạn, vận hành nội khí cũng đã hơi có hầu hòa, mà tính khí thì thuộc nội khí. Căn bản 3 năm rồi, tiến cảnh của Trương Tiểu Phàm thành ra cực nhanh. Chỉ có điều hắn không tin lắm vào bản thân. Lúc đầu người xung quanh luyện mất 1 năm thì hắn luyện mất 3 năm. Lần này chắc quá nửa là cảm giác sai rồi. Vì vậy hắn cũng chẳng để ý nữa. Có điều mỗi ngày vẫn theo đúng giờ giấc tu tập, trước nay chẳng có ai lai vãng làm phiền. Quý bạn và các vị vừa theo dõi xong chương thứ 9